Hai xin mến chào tất cả cô chú anh chị đến với kênh là Đam mê cây cảnh TNCT cũng như là kênh Bonsai Mini TNCT. Và hôm nay là ngày 25 tháng 2 thì hôm nay con xin lên với cái lô này là lô hồng ngọc mai. Và hồng ngọc mai thì con lên cái lô này là con đã bao gồm phí vận chuyển nha cô chú anh chị, là con bao ship á. Mà khi mà cây về tới nhà của cô chú anh chị thì cô chú anh chị chỉ trả đúng cái giá mà con đã ghi trên clip này ha. Và cái lô này thì con lên theo cặp và có giá là từ 390.000 trở lại một cặp là bao ship luôn. Nó cũng như cây này là cây mã số là một cặp hồng ngọc mai này là mã số 1B, có giá là 370 là con bao luôn phí vận chuyển nha cô chú anh chị. Rồi thì con cũng xin lấy cái viết bút lông để con so sánh mấy cái góc này ha. Con xin lấy bút lông để so sánh mấy góc này. Này, cỡ đầu bự dưới bút lông nha cô chú anh chị. Và đây, cỡ đầu nhỏ dưới bút lông. Nó cặp hồng ngọc mai này heo con cũng xin giao lưu giá là 370.000 bao ship. Nó cây rất đẹp nha cô chú anh chị. Rễ bọng rồi rất là ok ha. Rồi con xin lên cặp tiếp theo nha. Rồi tiếp theo là cặp 2B nha cô chú anh chị. Cặp 2B này là có giá là 390k con bao ship. Và gốc của hai em nó đây. Thân thì không được to lắm nhưng mà được bộ đế rất là đẹp ha. Bộ đế rất đẹp luôn. Cặp này là cặp 2B. Và cây này rất là đẹp ha, rất là thẳng. Cây này là đúng dáng trực luôn nha cô chú. Nó mà số 2B giá 390.000 bao ship. Rồi con xin lên cặp tiếp theo nha. Rồi cặp tiếp theo là 3B nha cô chú anh chị. 390.000 bao ship. Thì cặp này có cái cây này rất là to nha. Đây nè, bự hơn cái đầu bự dưới bút lông rất là nhiều ha. Và cây này thì nói chung là cũng bự. Đó. Thì cô chú anh chị thấy rễ thì cũng biết rồi đó, cây rễ rất đẹp. Cây này là rễ nguyên một cục luôn rồi nha cô chú anh chị. Nó rễ nguyên một cục luôn ha. Nguyên một cục rễ luôn. Rất đẹp. Rồi cặp 3B này là cặp lùng nha, có giá là 390.000 con bao phí vận chuyển, cây rất đẹp. Rồi con xin lên cặp tiếp theo ạ. Rồi tiếp theo là cặp 4B nha cô chú anh chị. Thì cặp này tuy thân hơi nhỏ nhưng mà được bộ đế cao đẹp nó. Rồi con quay một vòng ha. Thân thì bằng cái đầu nhỏ với bút lông thôi nha cô chú anh chị. Còn cây này thì một thân, hai thân, ba thân. Cái này thì cô chú anh chị mình gì á, thích thì mình để, còn không thích thì mình cắt ra, mình tách ra được ba cây ha. Đó. Còn cái này thì một cây thôi, nhưng mà bộ đế rất đẹp nè. Rồi cặp này là mã số 4B, có giá là 390.000 con bao ship. Rồi con lên cặp tiếp theo nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo là cặp 5B, cũng có giá là 390.000 con bao ship. Cây thì cô chú anh chị có thể thấy đó, rễ rất đẹp ha. Cái này là sâu chưa tới nha cô chú anh chị. Xịt chưa tới. Đó thì cặp này là cặp 5B. Cặp 5B này cũng có giá là 390.000. Đây gốc của nó đây. Gốc nhỏ nhưng mà củ to. Đó, còn cây này thì chi tàn rất đẹp nha. Đầy đủ chi tàn rồi. Chạy tròn dữ luôn đó. Rồi con xin lên cặp tiếp theo nha cô chú anh chị. Rồi, tiếp theo là cặp 6B có giá là 370k con bao ship. Và gốc cây này thì cỡ đầu bự dưới bút lông nha. Đó.
Gốc cây này thì cỡ đầu nhỏ với bút lông. Được cây như vậy mini nè. Về mình cho vô cái chung trà ha. Đó, cặp này là cặp mã số 6B, cây rất là cao. Rễ rất đẹp. Cây này thì rễ ngầm ở dưới đây nha cô chú anh chị, nó còn nhiêu đây nè. Còn tới miếng này nè. Đó. Cây rất to. Rồi. Cặp này là cặp 6B có giá là 370.000 con bao ship. Rồi con xin lên cặp tiếp theo nha. Rồi tiếp theo là cặp 7B. Cặp 7B thì hai gốc này cũng khá là to, cỡ đầu bự nè. Cây này cũng cỡ đầu bự với bút lông luôn ha. Và rễ thì cũng rất là ok. Nó cặp 7B này con cũng giao lưu giá 390.000 con bao ship. Rồi cặp này là cặp 7B nha cô chú anh chị, 390.000 con bao ship. Rồi con xin lên cây tiếp theo ạ. Rồi tiếp theo đây là cặp 8B có giá là 370.000 con bao ship. Thì đầu nhỏ với bút lông này ha, cỡ đầu nhỏ với bút lông. Còn cây này thì cũng cỡ đầu nhỏ với bút lông luôn. Đó. Cây thì đế rất là ok. Và cây này phong tông lùng nha. Rễ nhiều lắm nè. Tại cái này là sôi chưa tới chứ không phải là không sôi nha cô chú anh chị. Rễ nhiều đẹp lắm. Đó. Cây này là tông lùng nha cô chú anh chị. Rồi cặp hồng ngọc mai mã số 8B có giá là 370.000 con bao ship. Rồi con xin lên cặp tiếp theo nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo con xin giới thiệu cặp 9B có giá là 390.000 con bao ship. Đó, thì hai cái thân này thì cỡ cây đầu nhỏ với bút lông thôi nha cô chú anh chị. Nhưng mà củ rất đẹp ha. Có riêng cây này là được một cây mini nè. Một cây mini riêng. Và đây cũng là một cây mini riêng luôn. Về cô chú anh chị mình nhỏ ra mình tách ha. Đó, riêng trong này là được hai cây mini. Rồi cặp 9B này con xin vô lưu giá 390.000. Rồi con xin quay một vòng nha cô chú anh chị. Giá này là con đã bao gồm phí vận chuyển rồi nha. Đây được cây siêu mini nữa nè. Giá này là đã bao gồm phí vận chuyển rồi. Rễ thì sôi chưa tới thôi. Nó nói chung là sôi được mặt này. Còn mặt này là chưa sôi. Thì cô chú anh chị mình về sôi ra thôi. Chứ rễ nó cũng vậy hả. Rất là đẹp. Đó. Rồi cặp này là cặp 9B có giá là 390.000. Con bao phí vận chuyển để con quay thêm một vòng nữa. Rồi con sẽ lên cặp mới ha. Rễ rất là đẹp nha cô chú anh chị. Hồng ngọc mai. Hai cặp này là cặp tông cao. Rồi con xin lên cặp tiếp theo. Rồi cặp này là cặp 10B có giá là 390k con bao ship. Đó, cây này thì cỡ cái đầu nhỏ với bút lông thôi nha. Còn cây này thì bự hơn cái đầu nhỏ với bút lông, cỡ cái đầu bự này nha cô chú anh chị. Cây này thì được một cái củ rất là đẹp nha. Đó. Một cây tông lùng và một cây tông cao. Cây này là được hai cây mini nè. Đó, cô chú anh chị có thể nhìn thấy trên màn hình này đó, là được hai cây mini riêng biệt nè, thấy không? Đó. Và một cây thân chính, cái này về cô chú anh chị mình tách ra. Riêng cây này là nhìn riêng hai cây mini này giờ dòm rất là đẹp rồi nha. Đó. Con tách riêng ra cô chú anh chị coi nè, rất đẹp rồi. Này về mình vô cái chung trà thôi, mình vô cái chung nhỏ nhỏ vậy nè. Mình chơi một cái dáng hạ xuống nó rất là đẹp ha. Đó, cặp này là cặp 10B có giá là 390.000 con bao ship. Riêng chậu này là được hai cây mini. Đó. Rồi, con quay một vòng nữa nha, rất đẹp nha. Cây này là nguyên một cái củ đặc luôn nha cô chú anh chị. Đó. Giờ nó quắn nè. Rất đẹp. Cây này là tông cao, rễ cao thấy không? Đó, cặp này là cặp 10B có giá là 390.000. Rồi con quay thêm một vòng nữa con lên cặp mới ha. Rồi tiếp theo là cặp 11B cũng có giá là 390.000. Gốc thì bự cỡ cái đầu bự với bút lông. Gốc này cũng vậy, cũng cỡ đầu bự với bút lông.
Rồi thì cây này cũng tương tự như hai cây nãy, được hai cây mini riêng. Nó về của chú anh chị mình tách ra ha. Rồi cặp 11B này con xin giao lưu giá 390k con bao ship. Đây. Nhìn bộ đế rất là phê nha cô chú anh chị. Đó. Nhìn bộ đế hai cây này rất là phê. Giá chỉ 390.000 thôi con bao ship luôn nha. Cặp này là cặp 11B. Rồi con xin lên cặp tiếp theo. Rồi tiếp theo là cặp 12B, tông cao, một cốt đẹp. Gốc thì đò cỡ đầu nhỏ dưới bút lông. Cái này thì cũng cỡ đầu nhỏ dưới bút lông ha. Đúng, và bộ đế nhìn hai bộ đế rất là gịch nha cô chú anh chị. Đó coi nè, để rất là gịch luôn. Cây này cũng vậy. Đế rất đẹp. Cặp này là cặp 12B có giá là 390k con bao ship. Cây rất đặc, cây rất đẹp và tông cao nha. Cây này chi tàn rất đều. Đó. 12B 390.000. Rồi xin lên cặp tiếp theo ạ. Rồi tiếp theo cũng là cặp 13B, cặp cuối clip. Thì cặp này con cũng giao lưu giá 390.000. Cặp này thì đế rất đẹp. Đây. Cây này thì bằng cỡ đầu nhỏ dưới bút lông ha. Còn cây này thì cũng vậy luôn, bự bằng đầu nhỏ dưới bút lông. Hai cặp có, cặp này có bộ đế cũng khá là ok, rất là ok, rất đẹp. Đây, đó. Cũng là tông cao luôn nha cô chú anh chị. Hồng ngọc mai, đế rất là gịch nha. Rồi cặp 13B có giá là 390.000, bao luôn phí vận chuyển. Rồi cô chú anh chị yêu thích cặp nào thì liên hệ con qua số điện thoại con để trên tiêu đề nha. Rồi xin mến chào tất cả cô chú anh chị ạ. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã xem hết video. Rồi xin mến chào.